Xin chào quý vị và các bạn, mình đang có mặt tại Hưng Yên, ở bảo tàng mới của tỉnh Hưng Yên này. Thì ở đây đang có diễn ra triển lãm sinh vật cảnh mở rộng của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Triển lãm thì đã diễn ra được khoảng một tuần rồi và sẽ tiếp tục trưng bày thêm một tuần nữa, tức là kết thúc vào khoảng ngày 25 tháng 2. Đây có lẽ là một trong những cái triển lãm có cái thời gian trưng bày lâu nhất từ trước đến giờ theo mình được biết, vì đa phần các cái triển lãm thường chỉ diễn ra trong khoảng một tuần thôi, nhiều lắm thì đến khoảng 10 ngày. Nhưng ở triển lãm này mình thấy kết thúc là khoảng ngày 25, nghĩa là trong khoảng hơn 2 tuần. Thì hôm nay mình có thời gian xuống tham quan cái triển lãm này. Thì như quý vị nãy vừa thấy thì một bên ở triển lãm là trưng bày những cái tác phẩm tầm trung và cơ đại. Còn một bên khu vực này đang trưng bày những cái tác phẩm cây cảnh địa bàn. Quý vị đang xem là một cây mai chiếu thủy. Nu da đen này. Tác phẩm mai chiếu thủy rất đặc trưng theo tạo tác của các nghệ nhân ở phía Nam. Cái này giá hoa nữa thì rất là đẹp. Cái khu trưng bày những tác phẩm địa bàn này có số lượng cây mình thấy là không nhiều đâu, chỉ khoảng vài chục cây. So với quy mô mà mình thấy những cây to này kia thì số lượng tác phẩm địa bàn hơi ít. Đây là một cây đa quý vị nhé. Cây đa nhưng mà lá nó nhỏ như lá xanh vậy. Lá rất nhỏ. Vẫn đang tiếp tục thu nhỏ lá này đấy. Quý vị có thể thấy là cái cách mà người ta thu nhỏ cái lá một cây đa rất là to, cây lá to thành lá nhỏ. Một cây xanh, chủ nhân Nguyễn Văn Cường. Đấy, bông răm rất là dày và mịn. Cái dáng của nó cũng rất là đẹp, xanh ôm đá. Cái tác phẩm này phải nói là rất là duyên. Đây là một cây lộc vừng. Cây này cũng rất là già. Thân của nó mốc xanh rồi. Bên cạnh cũng là một cây lộc vừng nữa. Hàng biệt tay. Đang ra rất là nhiều lộc như thế này. Xanh. Cây si. Đây có một cây si nữa.
ở cái khu trưng bày cây đại bàn này thì các cái chủng loại cây nó đa dạng hơn. Còn ở phía ngoài kia trưng bày thì vẫn đa phần là xanh. Đây là một cây bồ đề, cây đề. Cây đề khá già. Nhà mình vừa đi một dãy trưng bày cây để bàn này. Mình đi nốt cái cây ở chỗ sát cái khu vực phong này để quý vị tham khảo. Không có cây mini quý vị nhé. Dù là để bàn nhưng cũng nhiều cây tầm trung. Có cả cây cửa đại. Đây cũng có một cây si nữa. Ở đây có một cây sam núi. Một cây sam núi khai thác rất là dài. Triển lãm này nó có cái phong đằng sau rất là trắng ấy. Thì nó tôn cái dáng của cây lên. Một cây mai chiếu thủy. Đây cũng có một cây mai chiếu thủy nữa, cây dáng tàn thiên nhiên này. Dăm phải nói là rất là mịn. Cây này mà ra hoa bốn phía thì đẹp. Cây này bốn phía đều như nhau quý vị nhé, tán tròn. Một tác phẩm mai chiếu thủy được tạo tác rất là kỹ. Một cây tùng la hán. Cái khu trưng bày cây đả bàn này thì cái số lượng nó cũng không nhiều đâu, cỡ khoảng 50-60 cây. Và vẫn còn nhiều những khu vực trống. Một cây xanh dáng làng. Đấy, khu này vẫn còn trống nhiều lắm. Xanh. Đây một cây si đỏ nhưng còn đang ở dạng phôi. Một cái cây rụt rịt này rất có tương lai nữa.
Cây xanh Nam Điền này cũng rất già. Ở đây mình thấy có một cái cây cần thăng, một cây cần thăng dáng văn nhân rất đẹp. Thân nó hóa xốp rồi. Cần thăng Nguyễn Việt Hùng. Đề bàn rất đẹp, dáng văn nhân. Một cây si búp đỏ nữa. Si dáng làng. Nhiều tác phẩm si rất đẹp.